Cuộc đời nó nối tiếp là những bước chân, đúng thôi. Nhưng khi mình đi vào đời, không đi bằng những bước chân, mình đâu có đi bằng bước chân, đâu có bước từ trong bụng mẹ ra ngoài. Không, hài nhi không biết đi, em bé sơ sinh không thể đi được, mà nó phải luyện tập khá lâu. Ra khỏi cuộc đời cũng vậy, vào đời cũng không đi bằng chân, ra khỏi cuộc đời cũng không đi bằng chân. Cái chết nó đến, đâu có ai còn đi được nữa. Như thế, vào đời hay lìa đời là những bước chân khác, những bước chân mà các nhà thần học và giáo lý gọi là những bước chân thiêng liêng. Đó là những bước chân liên quan đến hạnh phúc hay trầm luân, đến ơn cứu độ hay mất mạng. Trong khoảng thời gian từ lúc mình sinh ra cho đến lúc mình chết là một hành trình thật dài. Trên cuộc đời đó, mình có biết bao nhiêu biết bước chân để đi. Có những bước chân đi tìm hạnh phúc, có những bước chân đi tìm khoái lạc, có những bước chân lầm lẫn, tưởng khoái lạc là hạnh phúc. Có những bước chân đi tìm Chúa, cũng có những bước chân đi tìm thỏa mãn những đam mê, dục vọng. Mỗi ngày đầy những bước chân. Đoạn phúc âm của Gioan, đoạn trước ai đoán xem, hôm nay là Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, các tông đồ trong bữa tiệc ly. Đoạn trước đó là gì? Ai biết? Lúc sau này sắp ăn rồi phải không? Sắp ăn rồi này mới có miếng, có dĩa thịt, có nước chấm với nước thịt bằng bánh, rồi có rau đắng, ăn là mừng lễ vượt qua. Như vậy trước đó Chúa đã cởi áo ra, cái áo choàng nó lụng thụng, rồi đi rửa chân cho các ông, rồi mới mặc áo lại, mới ngồi vào bàn, mới bắt đầu. Đây là chương kế tiếp. Như vậy, Chúa đã rửa chân cho các ông. Nó có ý nghĩa hay thật. Bởi vì Chúa biết bước chân của mình có thể đi lầm, đi sai. Cho nên rõ ràng, khi Chúa biết mình sắp lìa xa các môn đệ, các tông đồ, Chúa đã rửa chân cho họ. Xin đừng có nhấn mạnh về cái cách phục vụ khiêm nhường của Chúa. Hôm nay tôi nhấn mạnh về khía cạnh Chúa biết sẽ có những bước chân đi sai. Mặc dù Chúa mới rửa, nếu chỉ nhìn những bàn chân được rửa như một cái gương khiêm nhường của Chúa, thì mình thấy bài học chưa đủ. Lâu nay mình cứ nhấn mạnh vì Chúa khiêm nhường phục vụ, Chúa hạ mình xuống để rửa chân. Chúa từ trời đi xuống đã là hạ mình rồi. Rửa chân không nhầm nhò gì. Một con người bây giờ bảo trở thành con kiến để đi cứu những con kiến khác, vẫn còn khoảng cách ngắn hơn một thượng đế biến thành một phàm nhân. Cái so sánh đã cho chúng ta thấy Chúa đã hạ mình rồi. Mà cha Nguyễn Thế Thuấn thì nói Chúa hủy mình thành không. Coi mình không có gì hết, không có giá trị gì hết. Chúa tự hủy mình biến thành không. Cái chữ dịch nghe nó rất là sống sượng đó. Chúa biến mình thành không. Đủ để thấy mình có ai nhận mình là không đâu. Mình vẫn là mình mà. Bỏ trời cao xuống chưa đủ để khiêm nhường sao? Thái độ rửa chân cho các tông đồ là hình ảnh tuyệt vời. Ý nghĩa của những bước chân nó cần thiết lắm. Thật sự. Mà muốn bước chân thì phải đứng dậy cái đã. Đứng không được làm sao bước. Cho nên Gioan tả ở đây không phải là về vấn đề mấy giờ ban đêm, ngày nào trong năm thưa không. Mà ở đây vấn đề là ăn xong miếng bánh, Satan nhập vào trong Giuđa. Giuđa đứng dậy rồi kế tiếp đi ra. Rồi bên ngoài trời đang tối. Có mấy chữ mà nó bộc lộ một cái ý nghĩa của tội lỗi rất là hay. Đứng dậy, bên tiếng Anh cũng có thể dịch là stand up. Mà stand up cũng có nghĩa là đứng vì cái gì nữa, chứ không phải chỉ đứng dậy không. Đứng về phía ai cũng kêu stand up. Mà bên tiếng Hán Việt rất là rõ, khởi thân. Người Quảng Đông nói hỷ sanh. Khởi thân là đứng dậy. Cái thân của mình nó khởi lên là bắt đầu. Ai bắt đầu? Mình bắt đầu.
Cho nên Giuđa bắt đầu. Đứng dậy là hành động bắt đầu một dịp tội. Rồi kế tiếp, đi ra, tức là quyết định lìa, bỏ. Cái chữ nó rất ngắn, nhưng nghe rất đáng sợ, phải không quý vị? Mình bắt đầu, mình chọn lựa con đường bỏ. Bỏ cái gì? Bên trong có tình anh em, thầy trò, có ánh sáng. Bên ngoài, cô đơn, đèn tối, đêm đen. Ông lựa bên nào? Thánh Gioan nói có mấy chữ mà mình thấy ghê quá. Bây giờ bên ngoài là đêm tối. Như vậy, lầm lũi đi trong đêm tối, những bước chân đó sẽ vấp. Tối đâu thấy đường. Và cái vấp đó là cái vấp thiêng liêng. Ai có thể đi những bước chân gian nan, khổ nạn như Chúa đi trong ngày thứ sáu sắp đến? Chúa đi ban ngày, vẫn vấp là vì gánh nặng của tội lỗi. Phải là những bàn chân được Chúa rửa thì mới có khả năng, mới có năng lực bước theo Chúa để đi theo cuộc khổ nạn. Vậy mà cũng có đôi chân được rửa rồi, lại đi con đường khác. Cũng có đôi chân được rửa rồi, tỏ ra rất anh hùng, thì mấy ngày kế tiếp, ngay mấy giờ sau thôi, đã chối Chúa rồi. Cái yếu đuối nó nằm ở đó. Cái yếu đuối của Giuđa, cái yếu đuối của Phêrô không khác nhau bao nhiêu. Nhiều người bàn động cơ không phải ham tiền. Chúng ta cứ nói ông Giuđa ham tiền, chúng ta cũng hơi thiển cận. Ông đi theo Chúa 3 năm, ông biết Chúa có quyền phép thật, ông biết. Và vì cái động cơ chính trị mà nhiều nhà chú giải nói, mà tôi đọc tôi thấy có lý, là ông muốn ép Chúa phải nổi loạn chống lại La Mã bằng cách để Chúa bị bắt. Rồi Chúa mới làm phép lạ. Và ông nộp Chúa để cho Chúa làm phép lạ, để toàn dân hưởng ứng đi theo đuổi ngoại xâm ra khỏi đất nước Do Thái. Nhưng Chúa bị bắt. Chúa không làm phép lạ. Chúa không tự giải thoát. Chúa không cứu dân được nữa. Chúa như một người vô tội, bất lực hoàn toàn, để ai muốn đấm đá, muốn chém giết gì thì cứ làm. Ông hối hận, đem tiền đi trả. Tôi nghĩ cái hối hận của ông đủ để cứu ông. Nhất là cái động cơ của ông, cái việc mà lý do ông làm, có chắc vì ông tham tiền không? Nếu ông tham, sao ông đem số tiền đó quăng lại trong đền thờ? Chúng ta kết án nhiều khi nhanh lắm, chưa xem xét kỹ. 30 đồng đừng có tưởng nó rẻ mạt. Nhiều người nói ô, có 30 đồng mua được một miếng đất đó, miếng đất khá lớn đó. Ông đâu có tham, nhưng ít nhất cái hành động của ông nó nói lên hành vi của mỗi người mình. Muốn phạm tội là mình phải bắt đầu đã, rồi mình đi theo, tức là mình quyết định chọn. Chọn cái gì, bỏ cái gì, lấy cái gì, mình biết. À, nó ghê thật. Cho nên cái hệ trọng là khi mình đặt một bước chân đi đâu, cũng nên biết mình đi đâu. Biết mình đi đâu và đi cách nào. Giả sử mình đi đến để gặp người mình thân yêu, mình đi một cách buồn rầu à? Không, mình vui lắm. Bước chân nó thoăn thoắt, nó đi giống như trẻ con vậy. Nó vui, cho nên nó không có đi bình thường. Nó phải cà nhảy, cà nhảy, cà nhảy. Rồi Chúa cũng bảo chúng con hãy bắt chước gương Chúa mà rửa chân cho nhau. Chân nào đi mà không mỏi, không bẩn, không bị cào xước. Đường đời dài thăm thẳm, nếu không nâng đỡ nhau làm sao đi được. Vậy thì xin đừng nhìn nhau mà nói chân của anh bẩn, chân tôi sạch hơn. Đừng, đừng bao giờ nói vậy. Hãy tự xét chân tôi đang đi đâu, tôi đang đi cách nào. Rồi đi có dẫm chân lên nhau không? Có đó. Chúng con cần nâng đỡ nhau hơn là dẫm chân lên nhau. Hay thật, nguyên mấy có mấy chữ của ông Gioan thôi làm cho mình giật mình để suy nghĩ. Đôi chân của con đang đem con đi đâu mỗi ngày? Cứ tự trả lời trước lương tâm và trong ánh sáng của tuần thánh này. Những người nghèo thì phải đi bộ rồi, chắc chắn rồi. Và đi bộ thường phải đi bên lề, đâu có đi giữa đường được, xe cán sao? Ngày xưa cũng đã có xe rồi, xe ngựa, xe lạc đà, vân vân. Nếu họ bị đi bên lề đường chỉ vì nghèo, để tránh cái lối đi cho những người giàu hơn, thì những người bên lề đường đó rất đáng thương.
Chúng ta nghĩ gì về bước chân của mình khi mình phải đi đâu và đi cách nào? Chúng ta bước chân tới giáo đường để gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh chị em. Chúng ta có thái độ nào? Hôm qua tôi nghe một câu chuyện, hôm kia tôi nghe một câu chuyện, tôi muốn té ngửa luôn. Tôi kết thúc ở đây. Một người mới gặp một anh chị em trong cộng đoàn và nói: 19 năm trước tôi có tới cộng đoàn, tôi không biết chỗ đậu xe, tôi đậu lảng quảng hơi sai chỗ, tôi còn ngồi trong xe thì một chiếc xe quẹt vào xe tôi. Tôi đậu rồi chứ không phải tôi đang chạy, mà cái người quẹt vào xe lại lôi tôi ra mà chửi. Tôi không trả lời là vì tôi là khách lạ đến đây để tìm hiểu xem thế nào vì bố tôi là người Công giáo mà tôi đi vượt biên chưa được rửa tội. Tôi muốn đến để tìm hiểu thì ngay cái bước đầu chân tôi chưa đặt xuống xe tôi đã nghe chửi mắng đậu ẩu, đây không phải chỗ đậu. Mặc dù tôi đậu là tôi không có lỗi rồi, tôi còn ngồi trong xe mà. Cái người chạy ngang quẹt xe tôi lại chửi tôi và vào trong nhà thờ kêu thêm mười mấy người nữa ra sỉ vả. Trong số những người đó thấy tôi thì nhận ra cùng ở đảo với nhau ở Pulau Bidong. Người đó kết luận: từ đó tôi không trở lại nhà thờ nữa. Tôi vẫn muốn theo Chúa nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi mới nghe hôm tối Chủ nhật, tôi biết tên người đó, tôi biết chỗ làm người đó, nhưng tôi làm sao đến để nói cái gì, để làm chứng cái gì khi mà một vết thương lòng của ông như vậy? Làm sao mình gỡ được cái sẹo ra? Gỡ được cái sẹo ra vẫn còn vết. Như vậy tôi tự hỏi những người bước chân tới nhà thờ hôm đó đi đâu? Đi tìm Chúa hay đi tìm cái gì của mình? Sao mạt sát người khác dữ vậy, trong khi lỗi là của mình rõ ràng? Ghê quá quý ông bà. Chuyện có thật tới 110%. Người đó tới giờ này vẫn đau đớn. Tội nghiệp ha, một cái lỗi thôi. Nhưng phải tự hỏi chính mình đã từng làm lỗi giống vậy chưa? Ồ, tôi nói hơi dài rồi. Nhưng cảm ơn Thánh Gioan, tôi rất thích cái đoạn này, có mấy chữ thôi. Giuđa đứng dậy, chấm nha, đi ra, chấm nha, bên ngoài, trời tối. Có bốn đoạn, nó nói lên thái độ của chúng ta. Chúng ta bắt đầu, chúng ta quyết định, chúng ta lựa chọn, chúng ta làm, đâu đổi thừa cho ai được. Tội nghiệp, xin Chúa trong tuần thánh giúp chúng con, nhất là hôm nay, giúp tất cả các linh mục đang ở nhà thờ chánh tòa ý thức lại lời hứa của mình. Mình là vẫn tội lỗi, nhưng mỗi lần mình lặp lại lời hứa, mình sẽ thấy phải xét mình, phải coi lại cách sống của mình, để cái lời hứa mà mình nhận khi mình làm phó tế là: từ nay hãy tin những gì con đọc, hãy giảng những gì con tin và hãy thực hành những gì con giảng cho người khác. Ba cái yếu tố đó không thể thiếu được. Mỗi năm lặp lại một lần, xin cầu nguyện cho tất cả các linh mục. Thì nó có dịp mới được đi xuống hang tọa đạo, gọi là catacomb, mà là một cái nhánh người ta mở rất là nhỏ. Vậy mà mình đi xuống mình đã thấy choáng ngợp. Trong đó đã có trường học. Dưới lòng đất nó có 3 tầng. Một tầng sâu 20 mét dưới đất, một tầng 40 mét và một tầng 60 mét. 3 dãy như vậy, chia ra nhiều nhánh, nhiều đường đi. Tôi xuống tầng thứ 40 mét, tôi thấy khó chịu lắm rồi. Đất nó ẩm và nó nóng. Có lẽ ngày xưa người ta đào những cái giếng thông để lấy không khí từ trên mặt đất, cho nên mới sống được 300 năm ở dưới đó. Tôi không nói 3 năm, tôi nói lại 300 năm ở dưới đó, đào khoét tiếp tục. Bởi vì nhiều người được sinh ra, rồi nhiều người chết phải chôn trong đó. Trải qua các cuộc bách hại của các hoàng đế La Mã, cho đến thế kỷ thứ tư mới chấm dứt. 300 năm, con số người Kitô hữu ở tại Roma mà thôi, bị giết không thể nào đếm được, người ta chỉ ước tính trên nửa triệu. Tôi lặp lại nha, trên nửa triệu là hơn 500.000 người. Đó là chưa kể những người không còn xác để đi chôn. Bởi vì đếm số mộ
mà người ta nói nó trên nửa triệu, còn những người sư tử nó nhai nát hết rồi, hay đốt tiêu hết rồi, làm gì còn để mà chôn. Cả một bầy sư tử như vậy, nó nhào ra nó cắn thì là nó nhai hết. Cái xương của mình không có cứng đủ đâu, dưới cái hàm của nó. Hãy nhìn con chó nó nhai xương heo là biết. Con chó nó, cái hàm nó không khỏe bằng cái hàm sư tử cọp beo đâu. Cho nên người ta cứ đào, đào những hang tội đạo, đào để làm những cái học, để xác chết, xác chết, xác chết. Hai bên, ba tầng. Và con đường đó nó chằng chịt dưới đất. Nó như một thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Đến nỗi bây giờ cảnh sát ở Roma, họ bịt lại, không cho du khách vào đó. Thứ nhất là vì sợ mình đi lạc, chết trong đó. Thứ hai, những tổ chức tội phạm sẽ lợi dụng chỗ đó để làm những điều phi pháp. Tôi lặp lại nha, nó tương đương với một thành phố Sài Gòn Chợ Lớn ở dưới lòng đất, ba tầng, tầng 20, 40, 60. Đó, quý vị nếm lại coi, nhìn lại coi để thấy số người mà Chúa vừa mới nói cách đó mấy năm là đã thực hiện rồi. Bắt bớ, giết chóc, kinh khủng. Cái tàn ác của người dân Roma là họ ngồi họ xem. Mỗi chiều họ đi xem, giống như một cuộc giải trí vậy. Tôi không hiểu lòng dạ con người ở đâu. Cho nên một số triết gia nói rồi, cái thể chế tàn ác vô nhân đó sẽ tàn lụi, đúng y. Đến một ngày, đế quốc La Mã sụp đổ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cứ xét lại đến hoàn cảnh đất nước Việt Nam thôi. Các vị thánh tử vì đạo nước Việt Nam, nó cũng kinh khủng. Con số 117 với Andre Phú Yên được phong chân phước là 118. Chỉ đại diện thôi. Hơn 300 danh sách của các nữ tu của các dòng mến thánh giá tử đạo còn đang để đó, chưa cứu xét. Hơn 300 toàn vì phước không? Chưa nói đến những ngành nghề khác. Chúng ta cũng biết có những vị thánh tử vì đạo Việt Nam không phải là sống nghèo hèn gì đâu. Ông Hồ Đình Hy làm quan lớn trong triều đình. Ông quan chánh án Phạm Trọng Khảm nha, là chánh án của triều đình. Ông quan chánh tổng Phạm Trọng Tả là người có chức quyền trong xã hội chứ. Nhưng mà mấy ông thà mất chức, thà chết còn hơn mất đức tin. Ôi giữ cái lời mà Chúa Giêsu nói hôm nay. Vì Chúa, không những các ông sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi, cả mạng sống, mà sẵn sàng bị đánh đập tàn ác vô cùng rồi bị giết. Có những vị rất yếu đuối như anh Lê Thị Thành, mình quen gọi là bà Thánh Đề, là vì con cả của bà tên là ông Đề. Người Bắc thường lấy tên đứa con cả đặt tên bà mẹ. Thân phận của bà yếu đuối nhé, một người phụ nữ nặng gánh gia đình. Con cái vào thấy áo bà ba của bà mặc nó đỏ máu. Mấy cô con gái khóc, bà nói đừng khóc. Áo được thêu hoa hồng, bà chết. Có những vị anh hùng tử vì đạo, tuổi chưa quá 18, Tô Ma Thiện, ví dụ, Phao Lồ Bột, ví dụ, đời còn dài, sao dám chấp nhận cái chết. Chúng ta bây giờ chắc cũng có người ước ao đứng trước thời buổi dịch Covid như thế này, chẳng thà chết tử vì đạo, được tuyên dương một cách oai phong. Còn lâu, hết rồi, không có nữa đâu. Bây giờ những thế lực chống đạo nó cũng giết kiểu đó nữa, và nó nuôi cho mập ra. Cái đó mới là khó từ chối. Không có được cái chết cao đẹp và dứt khoát đâu. Mặc dù nói dứt khoát là chết là dễ, ừ, không có dễ đâu. Tôi biết con người nói em con sẵn sàng chết, con sẵn sàng chết, con sẵn sàng chết. Mà vừa rồi bị Covid, tôi không nói ông khẩn đâu nha. Bị Covid cái là điện thoại tôi hỏi bây giờ muốn tôi sức dầu hay cha sơn. Thì nó đừng kêu cha sơn. Hễ cha sơn tới sức là con đi luôn. Mà là tuyên bố không sợ chết nha. Mà lại sợ cha sơn sức dầu là thế nào? Vui chưa? Không có dễ đâu, nói thật đó. Ngày hôm nay chúng ta ít gặp những bắt bớ khó khăn như là bị bỏ tù, bị giam cầm, bị chết vì đạo. Nhưng
để sống đạo trong xã hội hôm nay, chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn, tinh vi hơn, quỷ quyệt hơn và rất khó chống cự hơn. Bởi vì có hai điều. Điều thứ nhất, chủ nghĩa ích kỷ cá nhân càng ngày càng phát triển. Ai cũng lo cho bản thân của mình, của gia đình mình trước. Ai cũng lo ăn học, đúng. Ai cũng lo xây dựng cho bản thân mình, cho những nhu cầu vật chất của mình được an cư lạc nghiệp. Rõ ràng càng ngày người ta càng kiếm được nhiều tiền hơn đời xưa. Rõ ràng ngày nay ta có nhiều tiện nghi hơn trước kia. Ta có xe cộ dễ dàng hơn, dù là xe gắn máy, tốt hơn, nhà cửa tiện nghi hơn, sang trọng hơn. Nhưng chưa bao giờ ta thấy thỏa mãn. Vì thế càng ngày người ta càng khép kín lại trong bản thân để có đủ giờ để đi tìm cách thỏa mãn tiếp tục. Trong khi đó, những người chung quanh đã túng thiếu, càng túng thiếu hơn. Những người yếu kém lại càng mỏi mệt hơn. Những người bệnh hoạn tật nguyền lại càng đau đớn hơn. Họ không đủ sức để chạy theo. Họ bị đẩy lùi ra xa khỏi xã hội, bị gạt ra bên ngoài. Để chọn sống theo phúc âm và trung thành với lời dạy của Chúa Giê-xu, ta phải tập bỏ chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Điểm thứ hai, rất khó, đó là cái vấn đề kinh tế thị trường. Nó ngày càng phát triển, quý ông bà ơi. Đồng tiền càng ngày càng trở nên thước đo giá trị của con người, nhìn nhau bằng đồng tiền. Ai cũng muốn có nhiều tiền, có nhiều rồi muốn có nhiều hơn. Và để có nhiều tiền, người ta không từ chối bất kỳ phương tiện nào. Lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn thuốc, buôn ma túy, tham nhũng, hối lộ, vân vân. Chưa nói đến trực tiếp cướp bóc và giết người. Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm chao đảo cả thế giới và tâm hồn những người Kitô hữu. Đứng trước cái nhu cầu ham mê tiền bạc, người Công giáo muốn trung thành với Chúa Giê-xu, muốn sống trọn vẹn đức tin, bắt buộc phải lựa chọn. Mà cái lựa chọn đó là những cuộc chết vì đạo. Thà cam chịu khổ thốn tiếu thốn hơn là chịu mất đức tin. Thà lao động cực khổ để kiếm từng miếng cơm manh áo hơn là chạy theo những đồng tiền dễ dãi do những phương tiện bất chính. Quả thật, chúng ta thấy xã hội mới đang tạo ra những bách hại mới. Để trung thành với Chúa, trung thành với lời mời gọi của Chúa Giê-xu hôm nay, chúng ta phải chọn. Không ai chọn giùm mình phải tự chọn. Mà mỗi lần chọn là một lần hy sinh. Đúng vậy, ta phải chọn lựa muôn ngàn lần trong cuộc sống mỗi ngày. Các thánh tử vì đạo chết lần, còn ta phải chết mòn mỗi ngày trong những cuộc lựa chọn đó. Trong những cuộc từ bỏ nhiều khi đau đớn lắm. Sống vì đạo như thế cao đẹp chứ, anh hùng chứ, không kém gì chết vì đạo. Tôi thích so sánh chữ sống vì đạo, chết vì đạo, sinh vì đạo, tử vì đạo. Sống vì đạo như thế, ta góp phần làm chứng nhân cho Chúa đó. Hôm nay Chúa Giê-xu nói, anh em bị bắt bớ và lúc đó anh em làm chứng cho Thầy. Chữ làm chứng, tiếng Hy Lạp là martyr, mà mình dịch là tử vì đạo. Đáng lẽ mình vẫn dịch các chứng nhân. Cho nên cảm ơn Chúa ngay trong gia đình. Nếu mình cố gắng bỏ tính ích kỷ của mình, đó là một tử vì đạo. Cố gắng bỏ bớt cái tính nóng, tự vì đạo. Cố gắng bỏ bớt cái tính hay xét đoán người khác, tự vì đạo. Cố gắng bỏ bớt cái tính tham ăn, tự vì đạo. Ôi nhiều lắm quý vị ơi, nhiều lắm, chọn một cái thôi cũng đủ mệt rồi. Cảm ơn Chúa cho chúng con biết, cuối năm phụng vụ, Chúa muốn chúng con nhìn lại những lựa chọn của chúng con. Mà cái lựa chọn cuối cùng khi đứng trước cái chết sẽ là cái lựa chọn đang còn trung thành với Chúa hay đã bỏ Chúa từ lâu. Ở đây có ba chữ con người là mình sẽ hiểu lầm. Ngài Sa-bát làm ra là vì loài người thì phải giữ luôn chữ đó đi, chứ không phải loài người vì Ngài Sa-bát thì nó hay hơn.
Rồi chữ con người đây viết hoa có nghĩa là Chúa tự xưng tôi làm chủ ngày Sa-bát. Ở trong bản kinh dịch, chữ con đó viết hoa, chữ người đó viết hoa. Có nhiều khi viết hoa và không viết hoa đã trở thành một cái ý nghĩa khác nhau. Tôi lấy một ví dụ rất nhỏ, tôi chẳng chỉ trích những người viết báo ở Việt Nam. Nhưng tới giờ này, cái chữ tiếng Anh, chữ church, mà viết hoa, đâu thể dịch là nhà thờ. Viết thường mới dịch là nhà thờ. Hãy nói viết hoa trong văn bản của tiếng Anh phải dịch là giáo phái, giáo hội. Tới giờ này mới tuần rồi tôi vẫn đọc lên trên báo, vẫn thấy nhà thờ Công giáo, nhà thờ Tin lành. 50 năm rồi, không lẽ còn dốt vậy sao? Cái chữ viết thường với viết hoa thôi, không cần nói nhiều. Mình đọc mình thấy nó xót xa quá. Cả một đất nước không lẽ không có người biết tiếng Anh sao? Sao để cái bọn làm báo cứ viết như vậy? Thưa quý vị, hôm nay mình thấy lề luật đó, thấy rõ đó, tôi không cần giải thích nữa. Nhưng tôi sẽ nói một ít điều mà mình nhìn thấy. Nhóm người biệt phái chỉ để ý tới mặt chữ, từng dấu phẩy, từng dấu chấm. Cho nên họ suy nghĩ nhiều đó thôi. Thậm chí còn đưa thêm trong ngày Sa-bát có 39 việc không được phép làm. Trong đó có việc kể rõ ràng là không được đi mót lúa. Người nghèo, người ta gặt lúa xong rồi người ta giàu, ngày Sa-bát người ta nghỉ. Người nghèo cũng không được đi mót lúa. Mót là lượm mót đó. Chứ đừng nói tới bứt vài bông lúa còn trên cây, trên cái cành. Bởi đó họ phản đối Chúa Giê-xu và việc làm của các môn đệ Chúa. Còn Chúa Giê-xu không để ý tới từng chữ, mà để ý tới tinh thần của cái bộ luật. Luật là nhằm phục vụ con người. Mời quý ông bà lui lại một chút. Cái thời tất cả dân Do Thái còn làm nô lệ ở đâu? Ai Cập. Mà con trai đầu lòng không được nuôi, phải giết, bởi vì nó sợ nổi loạn. Dân Do Thái phải làm nô lệ thật cực nhọc, và người Ai Cập đánh đập cho tới chết. Bởi đó, khi Mai Sen dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập, Mai Sen đã đặt ra cái luật nghỉ ngày Sa-bát. Thấy chưa? Trong 10 điều răn đâu có. Mà ông Mai Sen đặt ra cái luật phải nghỉ một ngày Sa-bát, trước hết là để nhằm phục vụ cho chính những người Do Thái. Họ phải được một ngày nghỉ ngơi, là vì suốt cả bao nhiêu năm trời, 7 ngày làm việc. Kế đến là vì quan tâm tới những người làm đầy tớ và những người nô lệ. Trong ngày đó, người chủ Do Thái phải bắt buộc để cho các tôi tớ và nô lệ được nghỉ giống như mình. Bởi vì không thể bắt chước người Ai Cập, bắt người nô lệ làm việc suốt 7 ngày, không có ngày nào nghỉ. Theo cái tinh thần đó, Chúa Giê-xu dám tuyên bố nảy lửa đó. Ngày Sa-bát được làm ra là vì nhân loại, là vì người ta, chứ không phải con người được tạo ra vì cái ngày Sa-bát. Rồi Ngài xác nhận, tôi làm chủ của ngày Sa-bát. Điều đó khiến cho nhóm biệt phái căm tức hơn. Khi muốn hình thành dân tộc Israel, Chúa đã ban cho họ một bộ luật qua bàn tay của Mai Sen, gồm có 10 giới răn. Nhưng rồi với thời gian, cùng với sự tiếp xúc với các nền văn hóa ở chung quanh đó, người Do Thái từ từ hình thành một bộ luật rất chi tiết. Ai cũng biết, gồm 613 điều, gọi là Torah. Sách đó gồm 5 quyển, dày 250 trang, chứa 613 điều luật, chia ra 365 điều cấm ngặt không được làm và 248 điều buộc phải làm. Nó kinh như vậy đó. Mình bây giờ có 16 điều thôi đó. 10 điều răn của Chúa và 6 điều luật của giáo hội thôi. Ngoài bộ luật chính ra, bên cạnh còn rất nhiều luật song song thêm vào. Đây không phải là luật mà là tập tục được lưu truyền từ đời này đến đời khác. Và các tập tục này truyền lại cho những thế hệ sau mà không được quyền sửa chữa.
Sau cùng thì người Do Thái tập họp hết, gọi là Kinh Talmud. Đó là bộ sách giải thích luật của dân Do Thái, theo Do Thái giáo. Bộ sách được chia ra làm hai loại, một là Misa, hai là Gemara. Bộ sách này dày, quý vị tưởng tượng, 523 quyển, chứ không có nói trang. Do đó, hôm nay mình nghe cái cuộc chống đối của cái người biệt phái đối với việc các môn đệ Chúa Giê-xu làm. Một việc rất tầm thường, không đáng kể, có vậy thôi. Nhưng coi đó là việc rất quan trọng. Họ có thể lôi ra ném đá đó. Họ bới lông tìm vết, gây nên cái cớ chia rẽ, xung đột giữa họ với nhóm của Chúa Giê-xu. Tính ghen tương thôi. Tính ghen tương sẽ sinh ra soi mói để tìm bằng chứng. Rồi tính nghi ngờ thì đâm ra không chấp nhận người khác. Và chuyên môn tạo ra xung đột, cãi vã, chia rẽ. Chúa Giê-xu dặn chúng ta một điều về ý nghĩa và mục đích của lệ luật. Tất cả mọi khoản luật của giáo hội cũng như trong cộng đoàn đều nhằm cho ta hai điều: yêu mến, yêu kính Thiên Chúa hơn và yêu mến người khác hơn. Hết, không có gì khác. Nếu luật nào không quy về hai điều đó thì là luật nhảm, nhảm nhí. Nếu giữ luật mà lòng không kính mến Chúa và không yêu thương người khác thì nói láo, chả hề giữ luật. Do đó, ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa kêu gọi mình phải khiêm nhường. Khiêm nhường thật, bởi vì trong việc gặp gỡ Thiên Chúa, chỉ có thể có khiêm nhường mới chấp nhận được là Chúa yêu thương mình, giúp đỡ mình vô điều kiện. Còn nếu không, mình sẽ tính công. Do đó, xin tất cả mọi người nhớ, nhớ một điều thôi. Cái cốt yếu của tôn giáo là sự sống thân mật với Thiên Chúa, chứ không phải sự sống giữ lệ luật một cách chi ly để không bị phạt. Hai cái khác nhau. Hai cái đó nó hiện lên ở trong cái dụ ngôn đứa con hoang đàn mà Chúa Giê-xu chính Ngài sáng tác ra câu chuyện đó. Mình không có giờ để nói chuyện đó hôm nay, nhưng rõ ràng người anh cả là cái người dựa vào luật và tính công với bố mình, và không coi bố là cha mình mà coi là ông chủ. Rồi tính cái thiệt lợi của chủ, cái thiệt lợi, cái hại, cái lợi của mình, hai cái khác nhau. Lâu nay tôi làm công cho ông mà ông không hề thưởng tôi một con bê để ăn uống với bạn bè. Kể công, lâu nay tôi dâng biết bao nhiêu tiền của làm việc bác ái, tôi tham dự biết bao thánh lễ. Kể công, bao lâu còn kể công là chưa yêu thương. Tôi tin điều đó là vì 1958, cha Nguyễn Thế Thuấn viết một câu rất hay. Tôi kết luận bằng cái câu đó. Nếu một anh chị tín hữu và một linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ mà không yêu mến Thiên Chúa, đặc biệt là yêu mến Chúa Giê-xu như một người tình nhân yêu người tình của mình, yêu một cách thúc bách, yêu một cách vô điều kiện, yêu một cách mê mệt, nếu chưa được cái đó thì vẫn còn là phục vụ Chúa kiểu đầy tớ. Mà hễ theo kiểu đầy tớ thì còn tính công, tính lợi, tính hại. Rõ ràng 1958 ông viết trong hồi ký của ông cái đoạn đó, đọc cái mình giật mình. Biết bao nhiêu người tới giờ này vẫn tính công với Chúa, mặc dù mình chả có công vậy đó. Ghê thật. Nếu mình chưa yêu mến và thân mật với Chúa như hai người tình, mình lấy hình ảnh người tình đi rồi mình áp dụng, mình suy lại. Ai cũng đã từng yêu mà. Cho dù là tình cha con đi nữa, mẹ con đi nữa, nó còn cao thượng hơn tình vợ chồng nữa đó. Thì lấy cái đó ra mà xét. Nếu vẫn còn tính công thì chưa có cái tình phụ tử và mẫu tử. Không có ông bố nào mà thương con thật lòng mà đi kể công. Nó vô ơn kể nó rồi thôi, không kể công. Không có người mẹ nào đã xé thịt mình ra để con chào đời rồi lại đi tính công với con.
Có thể có, đó là những bà mẹ thời nay dỗm, cho nên có những tín hữu dỗm. Nếu như giữ luật để thấy mình an tâm là vì tôi giữ trọn rồi, cho nên Chúa không thể bắt bẻ tôi được. Tôi chưa hề ra khỏi giáo hội, tôi chưa hề lỗi tới đức tin, tôi chưa hề làm gương mù gương xấu, tôi vẫn ở trong giáo hội, tôi là thằng anh cả đó, chưa bao giờ ra khỏi nhà. Nhưng ông bố mời vào không vào. Ông bố mời nhiều lần, cho con của mình xuống mời, nói đừng sống như vậy, hãy sống như một người con với một người cha. Thì họ để ngoài lỗ tai không nghe. Cho nên tội nghiệp cho chúng ta thôi. Chúa Giêsu đến đã nói rất nhiều lần, yêu thương như cha với con. Nhưng mình vẫn còn tính công như chủ với đầy tớ. Thì ai thiệt thòi? Mình thiệt thòi. Lại cũng tính công nữa đó. Chữ thiệt thòi đây có nghĩa là niềm hạnh phúc Chúa để sẵn, không biết nếm. Đó, chữ thiệt thòi theo cái nghĩa đó. Người ta mời mình sống trong yêu thương, thì mình tự chọn cái kiếp ô xin để làm tôi tớ. Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc năm 75, đến nay đã được 47 năm. Vậy những con số tư liệu mà người ta sưu tầm về cuộc chiến đó, nó có đủ thời gian để chín mùi? Gần nửa thế kỷ rồi. Tôi chỉ nói riêng một chút. Bài có hai phần, một chút về sử liệu và một chút về lòng biết ơn. Bắt đầu từ tháng 7 năm 1962, người Úc đầu tiên là một quân nhân trong đoàn cố vấn để huấn luyện đến Việt Nam, và kết thúc vào ngày 11 tháng Giêng 1973, gọi là cuộc chiến 10 năm mà nước Úc tham gia trên đất nước chúng ta. Tổng cộng có hơn 60.000 binh sĩ Úc, cả nam lẫn nữ, bao gồm bộ binh, không quân, hải quân, và họ đã có mặt trên quê hương chúng ta. Nhưng con số hy sinh tại cuộc chiến này chính xác là 521 người và hơn 3.500 người thương binh, trong đó hơn 1.500 thương tật trầm trọng. Chúng ta thấy, tôi lùi lại thêm chút nữa, chiến tranh Việt Nam gây ra cái chết từ 2,5 triệu đến gần 4 triệu người Việt, tất cả tính luôn thường dân, quân nhân, theo các thống kê khác nhau. Trong số các nước ngoại quốc đến tham chiến, chủ yếu là Hoa Kỳ, số thương vong cao nhất với 58.220 người chết tại mặt trận hay đem về đến nơi chết, và hơn 305.000 người bị thương, trong đó 155.000 người tàn phế vĩnh viễn. Nó nặng lắm quý vị. Rồi 5.899 binh sĩ Nam Triều Tiên hy sinh trên đất nước chúng ta, hơn 11.000 người bị thương tật. Con số nào cũng thấy ghê. Nước Úc như tôi vừa mới nói 521 người, nhưng số người thương tật về thể xác lẫn tâm thần rất nhiều. New Zealand, một cái bất nước nhỏ nhưng họ đánh du kích thật giỏi. Cũng có lẽ vì số họ tham chiến ít, họ có 38 binh sĩ tử trận và 187 người bị thương. Thái Lan có 351 binh sĩ tử trận và hơn 1.000 bị thương. Còn Philippines không có thống kê. Tôi nói như vậy tại sao? Tại vì chúng ta cần biết lại một chút để thấy con số đó không nhỏ. Nhớ, Anzac là viết tắt của chữ gì? Australian and New Zealand Army Corps. Ta tạm dịch là quân đoàn của Úc và Tân Tây Lan. Hai cái này cứ đi chung với nhau vì cái cờ cũng có cây thánh giá trên đó. Và như vậy thì ở cuộc thế chiến lần thứ nhất, Úc và Tân Tây Lan hy sinh gần ngót nghét 60.000 người. Kinh khủng. Nội trận Gallipoli không, một trận thôi, 14.000 binh sĩ Úc chết tại bãi biển. Thế chiến lần thứ hai, 72.814 người trong cái Anzac
hy sinh. Quá sức. Còn cuộc chiến tranh ở Afghanistan thì có 41 binh sĩ Úc qua đời. Còn cuộc chiến của Việt Nam 521. Tại sao tôi nói vậy? Đây tôi cũng có thống kê của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Riêng số thống kê khá chính xác, 310.152 tử trận và mất tích. 310.000, 1.170.000 bị thương tật, tức là con số anh em thương binh còn ở lại ở Việt Nam mình thấy rất đông. Rồi theo thống kê của miền Bắc, 849.018 bộ đội hy sinh. Ghê hơn không? Miền Nam 310.000, miền Bắc 849.000, thống kê của nhà nước, không phải của nước ngoài đặt ra. Và ngót nghét 600.000 người bị thương tật. Chúng ta nói như vậy thôi, bởi vì bây giờ người lính là cái người vân phục cấp trên. Có người sẽ trách tôi, sẽ lại nhắc lại những cái người bên kia chiến tuyến. Tôi không biết, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết những người hy sinh tính mạng vì một lý tưởng hay vì phải vâng lời đều đáng quý. Còn cái người chỉ huy, cái người chủ trương, để cho lương tâm, lịch sử và Thiên Chúa phán xét. Hôm nay tôi muốn nói về lòng biết ơn, thưa quý vị. Hồi tôi học tiếng Quảng Đông trong tù, người ta bảo tôi học cái câu thứ nhì. Câu thứ nhất là câu tôi đã từng đọc rồi. Câu thứ nhì là lù duyền chi mã lực, lộ viễn tri mã lực, là đường xa thì biết sức ngựa. Dạch cẩu kiên dành sấm, nhật cửu kiến nhân tâm, lâu ngày thì biết được lòng người. Rất là đúng. Ở lâu thì sẽ biết. Và mình ở lâu với tất cả các loại súc vật thì mình thấy trong những loại súc vật, con chó được người ta mến chuộng nhiều nhất. Mặc dù chưa chắc nó khôn nhất nha, nhưng nó có lòng biết ơn nhiều nhất. Như vậy dựa trên con vật thì mình nói con nào biết ơn nhiều thì con đó khôn. Tôi thì nói theo kiểu của tôi chưa thấy sách nào nói con người, người nào biết ơn nhiều, người đó đạo đức nhiều. Nhưng biết ơn của con chó, con ngựa khác với biết ơn của con người. Nó cũng đẹp đó, nó không phản chủ bao giờ, không bỏ nhà đi, chủ nhà có đánh đập mấy nó cũng ở. Chỉ cần cho nó một miếng ăn thôi, nó cũng đã tỏ ra biết ơn rồi. Nó trìu mến nhìn người chủ, nó ngoe ngoẩy đuôi, nó quấn quýt quanh người chủ, làm cho người chủ thương nó. Càng được cho, nó càng quấn quýt, tức là càng biết ơn. Nó tự động sẽ bảo vệ chủ, bảo vệ nhà cửa, đồ đạc mà của chủ. Cái bài tôi đang nói là của Đức Cha Bùi Tuần. Tôi chỉ biến chế lại. Đức Cha Bùi Tuần viết: tôi thấy nhiều con người nhiều khi không biết ơn bằng con chó. Tôi giật mình, tôi phải đọc nhỏ lại. Như 10 người cùi trong Phúc Âm được chữa khỏi một cái bệnh tai ác như vậy mà không quay lại cảm ơn. Chỉ có một người nước ngoài, cả nghìn người được Chúa thi ân, nhưng khi Chúa vác thánh giá không ai ra vác phụ, mà phải có một người ngoại lai quê ở Kyrene, quân đội, quân lính đã bắt vác phụ. Cả một dân tộc đã chịu ơn Chúa, cả một thành phố Jerusalem và các vùng lân cận nhận được biết bao nhiêu ơn lành, không ai dám tung hô. Chỉ có một người bị tử hình bên cạnh Chúa mới dám nói để bên vực. Đời là vậy, đời là bạc. Kẻ muốn được ơn thì lại quá nhiều, mà kẻ biết ơn thì quá ít. Đếm người biết ơn dễ hơn đếm người vô ơn, bởi vì vô ơn nhiều quá, số này quá lớn. Những người làm ơn không đòi trả nghĩa. Có những binh sĩ chết trong số 521 người mà chúng ta cầu nguyện hôm nay, chúng ta chưa hề biết người nào. Tôi chỉ đọc một số tên ở trên King's Park, có để cấp bậc thiếu úy, trung úy, binh nhì, tên gì. Tôi chưa hề gặp gương mặt người đó ra sao. Nhưng tại sao người đó lại hy sinh trên quê hương tôi?
sẽ có câu trả lời một cách vô tình. Nó vẫn lời thôi. Thôi cũng được. Người làm ơn không đòi trả nghĩa, họ đã nằm xuống bao nhiêu năm rồi. Nhưng người chịu ơn thì phải trả nghĩa. Đó mới là người. Cho đi có thể không mong nhận lại, nhưng đã có nhận thì phải đáp. Không biết ơn tức là không còn tấm lòng của một con người nhân đức. Ví dụ, có người tặng cho tôi một chiếc áo ấm. Tôi thích Đức cha Bùi Tuần dùng chữ rất đúng. Áo thì áo ấm để mặc cho ấm, còn nếu nói mà áo lạnh thì mặc vô cho nó lạnh à. Phải không? Hôm nay có ai mặc áo lạnh không? Mình mặc áo ấm. Nếu trời lạnh thì mình mặc áo ấm. Có người cho một cái áo ấm giá lên tới gần 10.000 đô. 10.000 là giá trị vật chất của tặng vật. Nhưng không phải dừng lại ở đó. Chiếc áo đó biểu hiện một tình thương và mang ý nghĩa của một sự cho đi. Cho đi rất quảng đại, cho nên nó mang giá trị tinh thần. Với chiếc áo đó, người tặng đã có thể cho người khác, nhưng họ lại tặng cho tôi như một sự lựa chọn tự do hoàn toàn. Trong 100.000 người, sự lựa chọn đó lại là một giá trị thiêng liêng cao quý hơn cái món đồ mà họ tặng. Họ chọn tôi, tức là họ cho tôi một chỗ đứng trong trái tim họ. Nhận thức được điều đó, mình có liên hệ với cái người đã thi ơn. Bổn phận nơi người chịu ơn là sinh ra những gì để làm đáp lại công ơn người đã cho mình. Cho nên tôi nghĩ hôm nay ai cũng công nhận và gật đầu nói, chúng ta sống ở một đất nước mà hưởng rất nhiều phúc lợi xã hội. Rồi chúng ta sống ở một đất nước người ta không có chiến tranh mà người ta phải kéo nhau qua nước mình rồi bị bắn chết nằm ngoài đồng. Cái đó mình nghĩ sao? Cho nên một năm có một ngày để mình đọc lời cầu nguyện, tỏ lòng biết ơn. Biết ơn Chúa, biết ơn những người đã hy sinh tính mạng của họ. Nếu tôi tưởng tôi đã trả ơn đối với hết mọi người đã làm ơn cho tôi, thì đó là một lầm lỗi lớn nhất. Tiền bạc, vật chất tôi có thể trả được. Ân nghĩa, tình thương làm sao tôi trả? Nhất là mạng sống. Trả đâu được. Mạng sống mỗi người có một, mà họ đem hy sinh trên một đất nước xa lạ có một. Mồ hôi nước mắt và những tận tâm của người ta làm cho đời tôi đẹp hơn. Và nhất là máu của người ta, thân xác và linh hồn người ta đã xa lìa nhau chỉ vì một cái hạnh phúc hay tự do của một đất nước xa lạ. Những ơn đó làm sao trả? Nói thật vậy, hôm nay chúng con chỉ xin Chúa cho chúng con dạy cho trẻ em lòng biết ơn trước. Người Việt có thói quen rất tốt. Nhận cái gì bảo đứa nhỏ, con cảm ơn đi. Tốt. Người Úc cũng vậy, biết nói thank you. Một tâm hồn biết ơn sẽ luôn luôn là một tâm hồn có sẵn nền tảng để đạo đức mọc lên. Xin Chúa ban cho chúng con đầu tiên lòng biết ơn Chúa đã dẫn đưa chúng con tới cái đất nước này. Xin Chúa cho chúng con một lòng biết ơn những người công dân ở đất nước này đóng thuế, để chúng con cũng được hưởng phúc lộc. Nhất là xin Chúa ban cho chúng con cầu nguyện cho những người đã hy sinh để có đất nước này ra đời. Nhiều lắm. Từ lúc lập quốc tới giờ, đây là một đất nước non trẻ, nhưng rất nhiều người phải hy sinh. Và xin Chúa ban cho chúng con biết ơn nhau. Đó là những tâm tình tôi muốn chia sẻ trong cái ngày Anzac Day hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. Xin Chúa ban muôn phúc lộc cho đất nước này. Xin Chúa soi sáng cho những nhà lãnh đạo để họ biết yêu thương công dân của đất nước này, không vì túi tiền tư, không vì danh lợi của cá nhân, mà vì tất cả là một cái gọi là Commonwealth, đúng như chữ họ đã chọn. Xin ban cho chúng con thánh lễ hôm nay
Tất cả những ơn phúc chúng con nhận được xin nhường lại cho tất cả những linh hồn đã hy sinh tính mạng vì tự do, công bằng của xã hội. Trường hợp của Phao-lô, Chúa cũng gọi tên riêng của ông. Trên đường đi Damas, ông bị Chúa can thiệp, té ngã xuống đất, ánh sáng chói lòa và ông nghe Sao-lô, Sao-lô, sao lại đi bắt bớ tôi? Các hoàng đế La Mã đã thông báo về Roma trước để toàn dân chuẩn bị đại lễ đón mừng chiến thắng. Và họ dựng những cái bây giờ mình gọi là khải hoàn môn, có nghĩa là trở về trong chiến thắng để được tân lên như là một vị thượng đế vậy. Luôn luôn là đứng trên chiếc chiến xa do tất cả ít nhất là 8 con ngựa kéo và chiếc xe đó mạ vàng. Cho nên một lần kia đón một Caesar từ mặt trận trở về, người ta dựng rất nhiều khán đài hai bên và phát bánh cho dân chúng ăn nữa. Rồi có một khán đài đặc biệt, nơi đó sẽ đón tiếp hoàng đế và các tướng lãnh tiến về. Hoàng hậu và các hoàng tử ngồi đợi. Có một vị hoàng tử nhỏ, khoảng 8 tuổi, lén lén chui ra khỏi khán đài, không ai hay. Và khi đoàn xe với những kỵ binh chiến thắng mặc chiến bào thật đẹp đến thì cậu ta chạy ra. Dĩ nhiên là những người ngự lâm quân bắt cậu ta lại. Và cậu ta hét to lên: "Ông là bố tôi, ông là bố tôi." Anh hát thét thật to, đến nỗi đức vua quay lại nhìn và bảo mấy người lính tha ra. Và cậu ta nhảy lên chiếc xe đứng chung với bố mình. "Đây là bố tôi, ông ấy là bố tôi, ngài là cha tôi." Nếu chúng ta sửa lại câu đó, đó là danh xưng mà chúng ta có quyền sử dụng để gọi Thiên Chúa. Và đó là chính Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ. Và đây cũng là một trong những điều mà người Do Thái ghét Chúa Giê-xu. Người Do Thái có thể gọi Thiên Chúa bằng đủ mọi danh, nhưng chưa bao giờ gọi là cha. Quý vị đọc lại trong Cựu Ước, lại Chúa Tể Càn Khôn, lại Chúa Các Đạo Binh, lại Chúa Thiên Binh, vân vân, Chúa Tể Trời Đất, vân vân, và không bao giờ có cái chữ lại Chúa là cha. "Ngài là cha tôi", nó là một câu rất mật thiết, nhưng có thể vì câu đó mà người ta tị hiềm, tìm cách giết Chúa Giê-xu và đã tiêm nhiễm cái đó vào đầu của Phao-lô. Phao-lô là người nhiệt thành theo Do Thái giáo, là biệt phái, quốc tịch Roma, và ông không chịu được cái người nào dạy điều gì sai với giáo lý của Do Thái giáo. Mà thật, "Ngài là cha tôi", đó là khẳng định một mối liên hệ rất gần, chứ không phải một mối liên hệ giữa một Thiên Chúa tạo hóa với một vật được Ngài tạo dựng, y như con kiến, cục đá, cái cây. Thân phận loài người yếu hèn tội lỗi, nhưng vẫn được phép gọi Thiên Chúa là cha. "Ngài là cha tôi", danh xưng ấy không cho phép chúng ta thất vọng bao giờ về chính mình. Hãy trở nên chính mình. Đó là mệnh lệnh mà Thiên Chúa là cha mời gọi chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương từng người, biết từng hoàn cảnh, và Ngài sẽ ra tay để tiếp xúc đến từng hoàn cảnh. Bây giờ hôm nay mình nói tóm tắt hai hoàn cảnh đặc biệt là của Phê-rô và của Phao-lô. Sau phục sinh, Chúa Giê-xu tạo dịp cho ông Phê-rô được tuyên xưng lại những gì ông đã làm sai. Cách đó ít hôm, ông đã 3 lần chối Chúa. Hôm nay, Chúa mời ông lặp lại 3 lần, không phải để xin lỗi, mà để nói: "Con yêu mến Thầy." Chúa gọi tên ông riêng. Chúa không có gọi nè. Hôm nay, Chúa trong bài phúc âm, Chúa cũng gọi tên riêng, tên Simon. Rồi sợ nhầm với người khác, Chúa còn xác định là con của ông Gioanna, đâu có lầm với ai khác. Có lẽ chữ Simon
cũng là nhiều người trong đất Do Thái có, như Giuđa, vân vân. Nhưng Chúa gọi hôm nay đặt ông lên làm giáo hoàng bằng cái tên Simon, con ông Jonah. Và sau khi sống lại, Chúa lại gọi lại tên đó. Mặc dù cũng chính hôm nay Chúa đặt tên cho ông là Tảng Đá, là Kepha, là Pierre, là Petrus, tùy theo ngôn ngữ. Hôm nay, trước cái bờ hồ Chúa phục sinh, Chúa gọi Simon, con ông Jonah: ông có yêu mến tôi hơn mấy người này không? Tôi đã nhiều lần giải thích, Chúa không phải so sánh là ông Phêrô yêu Chúa, ông Phêrô cũng yêu ông Andrê, người anh em của mình mà. Ông Phêrô cũng yêu ông Gioan, vân vân. Không phải, Chúa không có nói yêu tôi hay yêu mấy người này, yêu bên nào hơn, mà Chúa muốn biết rằng ông Simon, con ông Jonah, ông có yêu tôi hơn. Và ông biết rằng ông Gioan cũng yêu tôi, ông Giuđa cũng yêu tôi, ông Bartolomeo cũng yêu tôi, vân vân. Ông yêu tôi hơn mấy người này yêu tôi không? Đó là cái điểm mà mình cần phải hiểu. Ông phải tuyên xưng đến 3 lần là ông cố gắng hết sức, vì thầy biết rõ con không làm được, rằng con yêu mến thầy hơn những người này yêu mến thầy. Đó là điều kiện để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Vậy là Chúa thiết lập một mối liên hệ rất cá biệt với ông Phêrô. Ông đã chối Chúa, tức là chối không phải là cha tôi. Một sư phụ đi với, ở với mình 3 năm, làm bao nhiêu điều phép lạ, mà tới lúc gian truân thì mình nói tôi không biết ông đó. Cái tội chối cha cũng nặng. Trường hợp của Phao-lô, Chúa cũng gọi tên riêng của ông. Trên đường đi Đa-mát, ông bị Chúa can thiệp, té ngã xuống đất, ánh sáng chói lòa, và ông nghe Sao-lô, Sao-lô, sao lại đi bắt bớ tôi? Ngài là ai vậy? Chúa đồng hóa mình với những người đồ đệ, đi bắt bớ đồ đệ Chúa, tức là bắt bớ chính Chúa. Chúa đích thân chặn đường ông Phao-lô, và cha Thuấn nói tóm cổ ông và vật ông xuống đất để ông được sống lại một cuộc sống mới. Như vậy, ông Phêrô chối cha, ông Phao-lô thì bắt giết cha, giết đồ đệ của cha là giết cha. Cả hai tội, không tội nào nhẹ cả. Vậy mà Chúa vẫn biến hai ông thành hai môn đệ của mình. Trước đó, Ngài dùng những lời của Ngài để khuyên: con đừng để chất đất của con thành nhão nhuẹt, con cũng đừng để nó khô cứng, con đừng để sỏi đá chen vào, ta không dùng được. Chúng ta có nhận ra tình thương và sự ân cần, sự nhẫn nại và lòng yêu mến của Ngài dành cho khối đất sét là chúng ta không? Nếu nhận ra, hãy bắt chước Phêrô và Phao-lô. Nhìn lại hai vị đại thánh, Phêrô và Phao-lô, tôi vừa nói có 3 thứ đất, thì hết 2 thứ, một thứ tượng trưng cho ông Phêrô. Ông Phêrô được tôi ví một cách mạo muội chứ chưa chắc là chính xác, rằng ông là người có tình cảm, rất hăng hái, rất bốc đồng. Bốc đồng ai cũng biết. Và ông hứa rồi ông làm không được. Ông hứa rất nhiều điều với Chúa, rồi ông cũng đã từng bị Chúa mắng cho 2 lần. Như vậy tôi cho ông Phêrô là thứ đất sét nhão nhuẹt. Mà ông nhão thật, cái gan ông ở đâu? Khi mà một đứa tớ gái chỉ mặt và nói ông này trong nhóm Galilê, thế là ông chối bài bản. Một đứa bé tớ gái, chứ không phải là một sĩ quan của triều đình. Tâm hồn ông nhão thật. Rồi sau này làm việc tông đồ, ông ăn đồ cúng. Rồi Phao-lô hỏi, ông cũng nhão nhoẹt ra chối. Tội nghiệp ông. Đến nỗi Phao-lô giận, không chơi với ông. Anh phải nói thật. Anh ăn thì anh nói anh ăn, thì sao anh lại nói dối? Đó, tính tình của Phêrô là cục đất sét nhão nhoẹt. Còn Phao-lô thì sao? Cục đất sét quá cứng.
cứng đến mức độ xin lệnh tòa đi bắt các đồ đệ của cái ông tên là Giê-xu ở Nazareth để đem giết. Cứng đến mức độ như vậy. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ cục đất sét nào. Ngài muốn tất cả các đất sét vào tay Ngài trở thành kiệt tác. Ngài đã làm cho Phê-rô qua những gian truân hiểu được tình yêu, qua ba lời hứa: con yêu mến Thầy. Chúa chắc bớt nước trong cục đất sét Phê-rô ra để ông trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên lái con tàu giáo hội, và ông chịu chết vì đức tin. Cũng vậy, Chúa đành với một con người cứng cáp như Phao-lô, Chúa phải đem nhúng vào nước. Cái nước này là nước mắt ông khóc trong ba ngày ông bị mù, khi quật ông ngã từ trên lưng ngựa xuống đất trên đường đi Damas. Ông càng cứng, Chúa càng quật mạnh. Và từ đó, ông trở thành một cục đất sét, không còn cứng mà nó mềm vừa đủ độ để Chúa nắn ra một Phao-lô tông đồ dân ngoại. Bài học rất ngắn nhưng rất là thích hợp với mỗi người chúng ta. Tôi lặp lại, Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ cục đất sét nào. Nhưng phần chúng ta đừng để mình thấm nhiều thứ nước quá. Hết thứ nước này, thứ nước kia, thứ nước loạn luân, thứ nước dâm ô, thứ nước tham lam, thứ nước gian dối ngấm vào, chúng ta nhão nhuẹt rồi. Để lên bàn quay là nó tung tóe hết. Cũng đừng để lòng mình quá chai cứng khi không còn muốn tiếp xúc với bi tích, với cầu nguyện, với lời kinh, với tình bác ái chung quanh. Khi một trái tim cứng quá, nó giống như đất sét khô cứng, không làm thành tác phẩm. Và cũng đừng để sỏi, cát, đá xen vào. Người thợ gốm không có giờ để mà kéo những thứ đó ra. Ngài sẽ đi lấy một tảng đất sét khác để làm cho đỡ mất giờ. Đó là cách ví của con người, nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn có cách để loại những hòn sỏi, những hạt cát đó để trở thành một cục đất tốt để Chúa nắn. Xin hãy ngoan ngoãn như cục đất sét. Chúa đặt lên bàn quay, Chúa quay. Đó là cử chỉ phó thác hoàn toàn cho đôi tay của người thợ gốm đẹp lắm. Và xin hãy dùng, xin nói với Chúa, xin hãy dùng từng người chúng con, mặc dầu chúng con vô dụng, theo thánh ý của Ngài. Ngài muốn nắn con thành cái bình gì cũng được. Con không so đo, tại sao không nắn con ra ông cha Phú kia còn trẻ, ông cha Sơn kia hay ông cha Thúy. Chúa nắn ra mình là mình, không so sánh, không so đo, không đứng núi này trong núi nọ, mà hãy bình tĩnh nhận Chúa nắn ra con, mà con sẵn sàng để Chúa dùng, thì như Phao-lô viết, Chúa trọng dụng. Có vậy. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con hai cái gương, có nghĩa là bất kỳ thứ đất nào rồi Chúa cũng dùng, miễn là chịu khó nằm trên bàn quay của Chúa như Phê-rô và Phao-lô. Thật đẹp khi cái bàn ngừng quay trong tay Chúa là một tác phẩm tốt quá. Cho dù Chúa có nắn con ra cái bô cũng được, không sao, Chúa dùng. Một căn nhà sang trọng có mấy đứa đi lững chững mà không có cái bô thì cũng là tai nạn, chứ không có sao hết. Là Chúa, con tin rằng Chúa không bỏ rơi bất kỳ cục đất sét nào, dù cục đó nhão nhuẹt hay cứng như Phê-rô Phao-lô, hay hòa lẫn với tất cả những thứ linh tinh khác như các thánh trong cuộc đời đã có nhiều tội lỗi như Charles Foucault, vân vân. Xin Chúa cứ đặt chúng con trên bàn quay, rồi Chúa muốn làm gì là. Xin dạy chúng con một tâm tình phó thác, mà cũng xin cảnh giác chúng con, đừng để chúng con thấm nhiều nước quá nó nhão nhuẹt, hay khô quá nó cứng nhắc.
hay lẫn cát đá sỏi vào trong. Mà bổn phận của chúng con là cộng tác với Chúa để che chở, để cho khối đất của mình luôn luôn sẵn sàng, mềm mại trong bàn tay nhân lành và tài tình của Chúa. Tôi nghĩ có lẽ đó là ý nghĩa của ngày hôm nay khi chúng ta mừng hai vị thánh tính tình rất khác nhau, trình độ học vấn cũng khác nhau, nghề nghiệp cũng khác nhau, vị trí trong xã hội cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng Chúa vẫn dùng được. Thì có lý gì chúng ta lại không hy vọng, không bao giờ thất vọng? Bởi vì cứ ngoan ngoãn nằm trên bàn quay, từng người trong quý vị sẽ trở thành tác phẩm tuyệt vời của Chúa. Mà cái tác phẩm tuyệt vời nhất là gì? Là được ở cùng Chúa ở trên thiên quốc. Tôi không biết tôi có làm sơ sót lần nào không? Hễ cầm cái chén thánh bằng hai tay thì phải cầm cao cỡ này, chứ không để ở ngay bụng. Và nếu trân trọng hơn, phải nâng lên ngang trán của mình. Tôi đã học điều đó từ một số các cha già ở Việt Nam lâu lắm rồi. Nhưng mà thái độ đó cho là bề ngoài không cần thiết, tuy nhiên cũng có những thái độ rất bất cần thì không xứng đáng. Đó là bài học mà mình học được về cái mà nói là vật thánh, đồ thánh. Đó. Nhưng riêng tôi đã có lần người ta gửi cho tôi tranh luận về Đức Mẹ có đồng trinh hay không. Mà tôi biết người đó không có tìm hiểu, chỉ để nhạo báng, nói là công giáo mê tín. Không bao giờ tôi chấp nhận tranh luận. Thưa quý vị, đừng mất giờ, rất lịch sự nhưng không cần phải nói. Vì mình biết người đó có cái bản tính như thế nào, có cái nền ở bên trong đã sẵn sàng để mỉa mai, để tấn công. Thì không cần đâu, không có lỗi bác ái gì đâu. Hôm nay tôi muốn nói tiếp về cái mà Khổng Tử dạy, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Đó là lời Khổng Tử dạy các môn đệ của ông. Điều gì không muốn người ta làm cho mình, đừng làm cho người khác. Nhưng Chúa Giê-xu thì tích cực hơn. Khổng Tử bảo cái điều tiêu cực là đừng làm. Chúa Giê-xu bảo cái gì mình thích người ta làm cho mình, hãy đi làm cho người ta trước. Cho nên cái đó mới là cái tích cực, nó đẹp. Đó là cái khuôn vàng, thước ngọc của người Kitô hữu đó. Trong sách Tôbia cũng có ảnh hưởng phần nào khi trong sách đó viết điều gì anh em không thích thì đừng làm cho bất kỳ ai. Sách Tôbia chương 4 câu 15. Nhưng Khổng Tử cũng nói giống vậy thôi. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Không muốn người ta làm cho mình, đừng làm cho người khác. Triết gia Hy Lạp Aristotle cũng dạy, đừng làm những điều người khác làm cho mình nổi giận rồi, thì đừng làm lại. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu thì nói điều tích cực hơn. Mình ước muốn điều gì người khác làm cho mình, sao không dấn thân để làm trước đi? Rồi, bài học cuối cùng hôm nay là đi qua cái cửa hẹp. Nhà tôi hồi đó hay đi lên Quang Trung, là cái quân trường của miền Nam Việt Nam, của bộ binh, và rất nhiều quân trường khác mà tôi có dịp đi, ví dụ như ở Long Điền, Đất Đỏ, Bà Rịa đó. Ở ngoài cổng có để thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Có nghĩa là người lính tập luyện càng gian khổ chừng nào thì hy vọng sẽ còn sống sót cao ở ngoài mặt trận. Phải luyện tập, đâu thể lười biếng được. Người ta bắt các binh sĩ phải thức dậy nửa đêm để rồi chui xuống chiến hào, để rồi leo lên những cái vật cản, vân vân. Và rất là mệt, thưa quý vị. Thời gian từ năm 70 đến 75, tôi ở Thủ Đức và nhiều người bạn thân làm huấn luyện viên trong trường sĩ quan Thủ Đức. Cái môn đi dã hành, tức là đi dã hành đó, đi ban đêm bắt đầu đi, mỗi người phải mang trên ba lô 30 kg, rồi đi 40 cây số, rồi trở về, đi theo la bàn của mình. Thì tôi thấy cũng vui lắm. Mấy cái bà mà bán nước ngọt, bán thức ăn ở đó, bà ở đó bao nhiêu năm rồi,
Cho nên bà biết cái đường đi. Bà nói với các khóa sinh mà tới mua nước là đi vậy đó, đi vậy, đi tới đó, tới đó, tới đó đó. Khỏi cần coi la bàn mất giờ. Rồi bà nói, hãy đi ra khỏi đây, trút hết ba lô ra đi cho nó nhẹ. Tại vì đựng trong đó đầy cát. Rồi về tới nơi thì múc vào để lại cho các huấn luyện viên họ cân. Và thừa, điều đó không qua mặt được ban huấn luyện. Về sau họ đưa cho hai mỗi người hai viên đạn đại bác 105 ly, mỗi cái nặng 15 kg. Có dám bỏ dọc đường không? Nó nổ banh xác ra. Và nếu người khác lấy mất, đi về người ta hỏi, đưa cho hai viên bây giờ đâu? Ý tôi muốn nói, càng tập luyện gian khổ thì người lính càng có hy vọng thoát chết, là vì họ nhanh nhẹn hơn, biết báo ứng hơn và biết có tinh thần tỉnh thức hơn. Do đó mình đi qua cửa hẹp là đúng. Ai sống dễ dãi, cho nên mình mới nói con hư là những đứa con được cưng nhiều, không có gian khổ gì. Không phải hết mọi người, nhưng nó có khuynh hướng như vậy. Cửa hẹp ở đây, Chúa Giê-xu muốn chúng ta giống cái câu hãy từ bỏ mình mà vác thập giá. Cái cửa hẹp đây là bỏ được cái ý riêng, thưa quý vị. Khó lắm, rất là khó. Bỏ gì thì bỏ, ý riêng không bỏ đâu. Cho nên rất là khó khăn. Như vậy, cuộc đời nên thánh của mình có phải do công mình làm nên không? Tôi nói đi nói lại nhiều lần. Và hôm nay tôi mượn cái lời nhắn của Đức Thánh Cha Francisco, sáng nay tôi mở máy lên, tôi thấy nó ưng ý quá. Đức Thánh Cha Francisco viết, đừng bao giờ quên chăm sóc chính mình. Ô, nghe hay. Nhưng Ngài nói, không phải là chăm sóc bản thân hay thân xác mình bên ngoài, mà là chăm sóc cái phần quý giá hơn, đó là linh hồn và trái tim. Linh hồn thì không thấy được, nhưng trái tim thì thấy được. Rồi Ngài chấm câu, Ngài mới nói, hãy tập lắng nghe linh hồn nói gì. Hãy dành những giây phút thật yên lặng trong Ngài để hỏi linh hồn muốn nói gì. Linh hồn rất tinh anh siêu việt, sẽ nói, tại vì mình không hỏi, chưa bao giờ mình hỏi đó. Mình hỏi các thánh, mình hỏi các thiên thần, mình chưa bao giờ hỏi linh hồn mình. Quý vị thử đi, sẽ thấy sợ lắm. Linh hồn nói thẳng, nhiều khi mình không muốn nghe. Đức Thánh Cha nói, hãy lắng nghe linh hồn nói gì trong những phút thinh lặng trong ngày. Và hãy tập thưa chuyện cùng Chúa qua từng nhịp tim đập của mình. Mỗi lần tim đập là mỗi lần con muốn nói với Chúa, lạy Chúa, ví dụ, hay ở với con, hay xin tha cho con. Mỗi lần tim đập là một lần thưa chuyện với Chúa. Cho nên bài học cuối cùng hôm nay đó là mình phải cộng tác với Chúa thôi, chứ không phải do công lao của mình đâu. Công lao của mình tính mình làm được rồi mình sẽ kiêu căng. Còn mình không làm được thì mình sẽ nản, mình oán trách Chúa. Cho nên Teresa Hải Đồng Giê-xu viết rất rõ, mặc dù chị viết lúc đó chị mới 22 tuổi. Con biết đường nên thánh không phải do công lao của con, mà do sự trợ giúp của Chúa. Là vì nếu con làm được do công lao của con sẽ khinh chê người khác, con sẽ tự kiêu và con dễ kết án người khác. Nhưng con biết con yếu đuối, Chúa giúp con như một em bé vậy. Ngược lại, nếu con làm không được, con lại quên Chúa, trách Chúa, bỏ Chúa. Thưa quý vị, Thánh Augustino nói, Chúa dựng nên mỗi người chúng ta không cần hỏi ý kiến của mình, mà có cần hỏi không? Bởi vì sự sống là một món quà vô giá. Trong cái kinh cảm ơn mà mình đọc mỗi bữa tối, đã để con không đời đời. Nếu mình đọc mà mình suy nghĩ thì phải dịch làm sao cho nó rõ hơn. Tại vì thứ bảy vừa rồi tôi đón một em bé từ Việt Nam qua, gia đình đó là người thân của cha Vinh. Em bé trai đó nó mới 7-8 tuổi thôi, mà nó lên xe cái nó cảm ơn Chúa về đêm qua đã ngủ ngon. Má nó kêu con đọc đi đừng có mắc cỡ. Nó đọc, đã để con không đời đời.
Không biết nó hiểu không? Không có nghĩa là gì? Là không có mặt đó, không được sinh ra, không được hiện hữu, không có mạng sống. Nhưng mà mình để tắt quá đi rồi đọc không biết có, biết có không đời đời. Nghĩa là muôn đời sẽ không có mình, còn bây giờ có mình rồi thì sẽ có đời đời. Hai cái khác nhau. Cho nên cái đó là món quà quý nhất mà mình nghĩ tới. Chúa tạo dựng nên chúng ta không cần ý kiến của chúng ta, nhưng để cứu chuộc chúng ta, Chúa không làm được nếu chúng ta không mời Chúa giúp. Mà Thánh Augustino thì viết rất tắt: nhưng để cứu chuộc chúng ta, Chúa cần sự cộng tác của chúng ta. Kết luận bằng một câu chuyện của một linh mục bên Việt Nam sưu tầm trong sách sử của Pháp. Ai cũng biết Napoleon, mà mình phiên âm là Nã Phá Luân. Không sao. Năm 1796, lúc đó ông ta là đại tướng, là một đại tướng trẻ nhất của quân đội Pháp từ bao nhiêu thế kỷ rồi. Nên nhớ, 22 tuổi đã làm tướng rồi. Bởi vì có cái thiên tài về quân sự, đến nỗi mấy thống chế già nó khinh, nó muốn vâng lời. Nhưng rồi ra mặt trận mới thấy chiến tranh giữa Pháp và liên minh hai nước Ý và Áo họp lại để đánh Pháp. Năm 1796 nhé, đại tướng Bonaparte khi lên ngôi mới lấy chữ Napoleon đã đưa quân đội đến một địa điểm gần biên giới, nơi đó có con sông và có cây cầu bắc ngang. Bên kia là quân địch rất hùng mạnh vì tới hai nước. Trận chiến bắt đầu tới hồi quyết định phải chạy sóng qua cái cầu đó mới bắt đầu lập được phòng tuyến bên kia. Bonaparte ra lệnh cho các sĩ quan hô hào cho lính đi qua cái cầu. Phải đi qua thật nhanh, là bởi vì nếu dồn lên cái cầu mà bên kia nó dùng pháo binh nó bắn sập thì chết rất nhiều. Nhưng rồi hò hét không ai lên cầu hết. Đợi 1-2 phút là có chừng trễ, là vì chiến cuộc có thể thay đổi. Bonaparte chạy tới nơi cái người lính cầm cái cờ đó, ông ta giật cái cờ, chạy lên cầu một mình. Lúc đó mọi người nhìn, một mình đại tướng chạy đằng đầu, cầm một lá cờ rách là vì vết đạn bắn vào đó, và hô to: ai yêu tổ quốc nước Pháp, hãy theo tôi. Và ông ta cứ tiếp tục chạy, chưa ai chạy hết. Thì lúc đó cái thằng bé đánh trống, nó mới 13 tuổi, nó đi theo để đánh trống. Nó thấy đại tướng chạy, nó xách cái trống nó chạy theo. Và nó vừa chạy vừa gõ. Bonaparte tiếp tục là: ai yêu tổ quốc nước Pháp thì theo tôi. Lúc đó bắt đầu có những người sực tỉnh, họ can đảm hơn, họ kéo nhau qua. Và cả binh đoàn kéo nhau qua và kết cuộc thắng trận đó quý vị. 8 năm sau, trở về cái địa điểm đó để làm lễ truy điệu những người lính đã tử trận. Có cái lễ nghi nghinh tiếp rất long trọng hoàng đế Napoleon đệ nhất. Napoleon còn nhớ mới hỏi: cái thằng đánh trống Vidal đâu? 8 năm trước nó 13 tuổi đâu rồi? Nghe nói nó đi lính ở cái quân đoàn ở đây. Vị chỉ huy của đơn vị đó mới nói: dạ thưa ngài, Vidal đi về nhà vì có lễ tang của mẹ nó ở quê. Quê nó ở đâu? Dạ không xa đây. Thế là dẹp hết những nghi lễ ở đó. Napoleon ra lệnh đem tất cả cờ xí trang trí đi về cái làng đó. Ông đi thẳng đến nhà thờ, đi theo quan tài ra đến chỗ hạ quyệt. Ông đọc điếu văn cho bà qua cổ. Đọc bài điếu văn xong, ông mời Vidal ra chỗ của ông, đi ra chỗ để mừng cái cuộc chiến ở cái cầu đó. Vidal nói: không, con không có xứng đáng để lên xe với hoàng đế đâu. Thôi con đi bộ được rồi với anh em nè. 8 năm trước, con đã liều chết chạy theo ta, cộng tác với lời mời của ta vì yêu tổ quốc nước Pháp. Con dám chấp nhận cái chết. Nay trên đường đau khổ của con cho ta đi theo con, được đồng hành với con, cho có bạn, là vì con là người cộng tác đúng lúc cần nhất và đã kích thích được tinh thần của anh em binh sĩ. Đó là câu chuyện. Câu chuyện trong cuộc đời của Napoleon kết thúc đâu có đẹp, là vì ông ở tù mà. Sau này liên minh của châu Âu đánh bại ông,
rồi bắt nhốt ở đảo St. Helens đó. Nhưng mà rõ ràng cái người có hậu, ông biết ơn nhiều người và ông nhớ rất lâu. Chúng ta thấy một cái hành động nhỏ xíu của một em bé trai đánh trống, nó cộng tác với lời mời của đại tướng, nó làm thay đổi cuộc diện thật. Chúng ta cũng có thể làm điều đó chứ. Qua cái lời mời của Chúa, hãy làm những gì mình thích người ta làm cho mình, thì mình làm đi. Làm trước đi, đừng ngại. Bởi vì hãy mình ngại, cơ hội nó sẽ đi qua và muôn đời không lặp lại, mất cơ hội. Mình thấy mỗi lần mình buồn, mình cần có người động viên, an ủi. Sao mình thấy một người thân buồn, mình không tìm cách tế nhị để đến an ủi, nói một lời. Mình ngại, có khi người đó sẽ chôn vùi trong cái nỗi buồn đó, vì cơ hội không trở lại lần thứ hai. Cảm ơn quý sơ và ông bà anh chị em. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã theo dõi hết video này. Xin cộng đoàn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký theo dõi và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.